Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, Sở Công Thương Hà Nội vừa tổ chức khai mạc Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội tại Trung tâm Thương mại Mê Linh Plaza, đường Tô Hiệu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hội chợ thu hút hơn 150 gian hàng của 70 đơn vị tham gia với nhiều chủng loại sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền, sản phẩm ô cốp của các địa phương cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thủ đô. Đây là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu các mô hình sản xuất, kinh doanh, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương. Tại hội chợ lần này, ban tổ chức đã mời các doanh nghiệp, siêu thị, các chuỗi sàn giao dịch thực phẩm, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu tới tham dự để kết nối tiêu thụ sản phẩm. Qua đó góp phần thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ người dân. Nhằm tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm và nâng cao nhận thức, kiến thức của người tiêu dùng, trong năm 2022, Sở Công Thương Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tập huấn chính sách pháp luật, kiến thức thực hành sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về an toàn thực phẩm. Đồng thời, Sở triển khai hiệu quả đề án tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây, đề án quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố, tổ chức hội chợ kết nối giao thương sản phẩm thực phẩm an toàn cung ứng cho các chợ.